Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của mình. Now, first of on let's play a game. Crosswords. Đầu tiên, chúng ta cùng chơi trò chơi ô chữ. Number one. This is a thing Vietnamese people often give to children with New Year's wishes. Đây là một thứ người Việt Nam thường cho bọn trẻ con với những điều ước trong năm mới. What is it? Yes, it's lucky money. Number two, The tradition dress of Vietnamese women. Đồ truyền thống của những người phụ nữ Việt Nam. Can you guess? Đó là áo dài. Number 3. Look at picture and answer. What is it? Nhìn vào bức tranh và trả lời đây là gì? Đây là pháo hoa. Firework. Number 4. Fill in the blank. Students have to finish there before going to school. Điền vào khoảng trống. Học sinh phải hoàn thành. Trước khi đến trường, mình sẽ điền là homework. Học sinh phải hoàn thành bài tập về nhà của họ trước khi đến trường. Number five, this is a place where people can eat and drink. Đây là nơi người ta có thể ăn và uống. Và câu trả lời của mình là restaurant, nhà hàng. Những chữ màu đỏ trong phần chơi ô chữ này, bạn hãy sắp xếp thành một từ có nghĩa. The most important festival in Vietnam, what is it? Lễ hội quan trọng nhất ở Việt Nam là gì? That is third holiday. Now today we will continue unit two days lesson five language focus. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lesson five phần language focus. Grammar. Present simple tense. Bài học trước chúng ta đã học về thì hiện tại đơn, thể khẳng định và thể phủ định. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thì hiện tại đơn. Thẻ nghi vấn questions. Chúng ta sẽ chia thành hai dạng, đó là yes no questions và wh questions. Câu hỏi yes no và câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi wh. Thẻ nghi vấn của động từ thường trong thì hiện tại đơn thì bạn sẽ mượn hai trợ động từ đó là do và does cộng chủ ngữ cộng phút 1. Trả lời. Yes, chủ ngữ cộng do hoặc does. Hoặc no, chủ ngữ cộng do hoặc does cộng not. Khi chủ ngữ này là chủ ngữ số nhiều, bạn sẽ mượn trợ động từ là do. Chủ ngữ này là chủ ngữ số ít thì bạn sẽ mượn trợ động từ là does. Ví dụ, Do you like this celebration? Bạn có thích buổi tổ chức này không? Ở đây là câu hỏi của động từ thường thì hiện tại đơn chủ ngữ you là chủ ngữ số nhiều thì bạn sẽ mượn trợ động từ là do. Trả lời cho câu hỏi này Yes, I do. Hoặc là No, I don't. Hỏi bạn thì trả lời là tôi. B. Does she live in the city? Chủ ngữ trong câu hỏi là chủ ngữ số ít. Mình sẽ mượn trợ động từ là does. Và khi trả lời Yes, she does. Hoặc No, she doesn't. Đây là dạng câu yes no question. Câu hỏi trả lời bằng yes hoặc no. Phần thứ hai, wh questions. Câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi wh. Đối với câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi wh thì bạn sẽ để từ hỏi ở đầu câu, sau đó mình cũng mượn trợ động từ do hoặc does cộng chủ ngữ cộng vấp một. Ví dụ, where do you come from? bạn đến từ đâu? Ở đây từ hỏi của mình là where, mình sẽ để đầu câu. Chủ ngữ là you, thì mình sẽ mượn trợ động từ là do. Động từ phía sau là động từ giữ nguyên mẫu. Bạn đến từ đâu? Câu hỏi này mình sẽ trả lời. I come from Vietnam. Tôi đến từ nước Việt Nam. B. What does she write? Từ hỏi what, mình sẽ để đầu câu. Chủ ngữ số ít mượn trợ động từ là does. Động từ phía sau giữ nguyên mẫu cô ấy biết cái gì? Mình sẽ trả lời. Hỏi cô ấy thì mình sẽ trả lời bằng cô ấy. Chủ ngữ là she. Động từ writes. Cô ấy viết một lá thư. Các bạn nhớ chia động từ cho phù hợp với chủ ngữ. Đây là chủ ngữ số ít thì động từ mình sẽ thêm s. Rules Number one, we use do and does. or we use is and are when we make present simple questions with regular verbs. Chúng ta dùng do và does hay là is và are khi chúng ta đặt câu hỏi thì hiện tại đơn với động từ thường. Câu hỏi trong động từ thường thì mình sẽ mượn trợ động từ là do và does. 2. We add or don't add. As to the he, she and it form of regular verbs in questions. Chúng ta thêm hay là không thêm s đối với chủ ngữ he, she, it trong câu hỏi với hình thức của động từ thường. Khi mình đặt câu hỏi, mình đã mượn trợ động từ do và does thì động từ ở phía sau mình sẽ giữ nguyên mẫu, vì vậy mình sẽ không thêm s mặc dù đó là chủ ngữ số ít. Trong add. Number 3. We put question words where, what, who, where. At the beginning, ends of the question. chúng ta đặt từ hỏi where, what, who, when ở đầu hay là ở cuối câu hỏi. những từ hỏi này mình sẽ đặt ở đầu câu hỏi. Beginning. Number 4: We use form of be or do in short answers with regular verbs. chúng ta dùng hình thức của be hay là do. Trong câu trả lời ngắn với động từ thường. Trong câu trả lời ngắn, động từ thường thì mình sẽ dùng hình thức của động từ đù Phần này các bạn sẽ tự sửa ở trong sách. Exercise to the correct words. Bài tập thực hành chọn từ đúng. Câu nhắc lại công thức thể nghi vấn của động từ thường, mình sẽ mượn trợ động từ là do và does. Do dùng cho chủ ngữ số nhiều. Does dùng cho chủ ngữ số ít. Cô sẽ ví dụ cho các bạn câu đầu tiên. Chủ ngữ ở đây là you, bạn hoặc các bạn. Thì mình sẽ mượn trợ động từ là do. Mình sẽ chọn do. Tương tự bốn câu còn lại, bạn có một phút để làm. Now we check your answers. Number two. Who are or do you see at the weekend ở đây bạn thấy động từ thường chủ ngữ số nhiều mình sẽ mượn trợ động từ là do number three does do your dad watch tv in the evening động từ thường chủ ngữ your dad là chủ ngữ số ít mình sẽ mượn trợ động từ là does number four what do you have for breakfast on weekdays trong câu này mình đã mượn trợ động từ, động từ ở phía sau giữ nguyên mẫu. Mình sẽ chọn là have. Number 5. Where is your family go in the holidays? Your family là chủ ngữ số ít. Động từ thường mình đã có, mình sẽ mượn trợ động từ là does. Tương tự các bạn hãy chia hình thức đúng của động từ những câu sau. Các bạn có 5 phút để làm phần này. Now, let's check your answers. Number one, chủ ngữ là you, mình sẽ mượn trợ động từ là do. Động từ ở sau giữ nguyên mẫu, con sẽ ghi lại động từ wash. watch TV. Number two, chủ ngữ Mr. Rao là chủ ngữ số ít, mình sẽ mượn trợ động từ là does. Động từ ở phía sau là vấp 1, listen. Number three, chủ ngữ she, mình sẽ mượn trợ động từ là does. Vấp 1. Play. Number 4. Người ta cho động từ to be. Nên chỗ này mình sẽ chia động từ to be là am hoặc is hoặc a. Chủ ngữ đây, Mình sẽ chia là a. Number 5. Chủ ngữ he. Số ít. Mượn trợ động từ là does. Vấp 1. Study. Number 6. Chủ ngữ là you. Trợ động từ là do vấp 1 leave 7 chủ ngữ là she mình sẽ mượn trợ động từ là does vấp 1 là go 8 chủ ngữ cho mother là chủ ngữ số ít mượn trợ động từ là does vấp 1 cook 9 chủ ngữ we là chủ ngữ số nhiều mượn trợ động từ là do vấp 1 study 10 chủ ngữ day số nhiều mượn trợ động từ là do phép một get up eleven do children là chủ ngữ số nhiều mượn trợ động từ là do phép 1 là go do children là những đứa trẻ của bạn phần tiếp theo mình sẽ học về giới từ at on và in at mình sẽ dùng trước giờ, ví dụ at 5 p.m., at 12 o'clock. At dùng trước bữa ăn, at breakfast, at lunch. Và at dùng trước một thời điểm nào đó, ví dụ at night, vào ban đêm, at Christmas, vào Giáng sinh, at weekend, vào cuối tuần. On, on sẽ dùng ở trước thứ, ví dụ on Sunday. On Sunday morning. On Christmas day. On Sunday vào chủ nhật. On Sunday morning vào sáng chủ nhật. On Christmas day vào ngày giáng sinh. On cũng dùng ở trước ngày hoặc là mình sẽ nói on the weekend. On holiday. Vào cuối tuần, vào kỳ nghỉ. In dùng ở trước tháng hoặc là năm hoặc tháng và năm. Nhưng mà có ngày vào thì mình sẽ dùng on. In sẽ dùng ở trước mùa. In the summer, in the winter. In 3 minutes, trong 3 phút. In 2 weeks, trong 2 tuần. Now complete the key Hoàn thành những cụm từ chính sau. Number 1. The holidays, the summer, the evening. Mình sẽ dùng giới từ là in. Number 2. 6 a.m. 2:30 p.m. trước giờ mình sẽ dùng giới từ là at. 3. weekdays, Monday, Tuesday. trước thứ mình sẽ dùng là on. The weekend, New Year. mình sẽ dùng giới từ là at. Pair work. Write questions with these words. Các bạn hãy viết câu hỏi với những từ được cho ở dưới bảng này ở đây mình có một số từ hỏi ví dụ như là where hay là when how often mình có động từ ví dụ như leave go to bed celebrate mình có trợ động từ do và does chủ ngữ your teacher your parents your best friend bạn hãy dùng chính những từ này để đặt thành câu hỏi cô ví dụ bạn đi ngủ khi nào? Mình sẽ dùng từ hỏi là when. When do you go to bed? Hoặc đặt câu hỏi, có phải bạn thân của bạn thích nấu ăn không? Mình sẽ hỏi bằng chủ ngữ do best friend. Đây là chủ ngữ số ít. Mình sẽ mượn trợ động từ là does. Do your best friend like cooking? Bạn đặt những câu hỏi này sau đó ghi vào tập của mình nhé. Do and take the simple sentences. Chọn và đánh dấu tích vào câu đơn. Vậy câu đơn là gì? A simple sentence consists of one or two independent clauses. Câu đơn là câu chỉ gồm một mệnh đề độc lập. Ở đây mình sẽ chọn là one independent clause. Vậy những câu ở dưới câu nào có một mệnh đề thì con sẽ đánh dấu tích vào. Còn câu nào có hai mệnh đề trở lên thì mình sẽ không đánh dấu tích nào number one I prefer lucky money tôi thích tiền lì xì đây là câu đơn mình sẽ đánh dấu tích vào number two I like reading but she likes chatting online đây là câu có hai mệnh đề tôi thích đọc sách nhưng cô ấy thích tán gẫu trực tuyến ở đây mình có từ but nói hai mệnh đề nên câu này mình sẽ không đánh dấu tích number three she loves orange but hates apples Cô ấy thích cam nhưng ghét táo. Đây cũng là câu có hai mệnh đề. Number 4. She and I eat apples. Cô ấy và tôi thích ăn táo. Đây là câu đơn. Number 5. She plays football and he likes it. Câu này có hai mệnh đề nên không phải là câu đơn. Work in pairs. Complete questions 1 to 7 with time expression from the K-Precise ask and answer the questions. Phần này các bạn sẽ làm việc theo cặp, hoàn thành câu 1 đến câu 7 dùng những cụm từ chỉ thời gian từ K phrases ở phần trước, hỏi và trả lời câu hỏi. Những cụm từ chính này các bạn ghi vào tập đặt câu hỏi và trả lời. Interview. Write six questions for an interview with your favorite celebrity. Then act out your interview with a partner homework learn about on structures write a short paragraph about what you do in a day bài tập về nhà con hãy học thuộc lòng phần cấu trúc của ngày hôm nay mình sẽ viết một đoạn văn ngắn về những gì bạn đã làm ở trong ngày bài học hôm nay kết thúc hẹn các bạn vào bài học tiếp theo